Thưa quý vị và các bạn, dự án vươn mình do tổ chức CARE International tại Việt Nam cùng các đối tác phối hợp thực hiện đang được triển khai tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Thông qua dự án, nhằm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận các phương pháp chăn nuôi mới, sản xuất theo hướng bền vững, qua đó góp phần cải thiện sinh kế cho người dân nơi đây. Chị Hờ Đen ở Buôn Quang B, xã Chư Bao, thị xã Buôn Hồ thuộc diện gia đình khó khăn. Tháng 5 năm 2023, chị được dự án vươn mình hỗ trợ 3 con heo, gồm 2 con heo con và 1 con heo giống. Nhờ chịu khó chăm sóc và được cán bộ thú y hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa dịch bệnh nên đàn heo phát triển tốt. Bên dự án hỗ trợ được 2 con heo cái, 1 con heo giống cho chị nuôi. Ngoài hỗ trợ con heo, bên dự án cũng hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc heo rồi phòng dịch bệnh. Tôi cố gắng chăm sóc heo để không có bệnh rồi nuôi cho được lớn rồi tạo điều kiện cải thiện kinh tế đời sống gia đình. Cũng thuộc diện gia đình khó khăn nên chị Hà Náp Mờ Lô ở Buôn Krum A, xã E Cao được dự án hỗ trợ cho 50 con gà. Trong quá trình nuôi, chị được dự án hỗ trợ kỹ thuật cũng như liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm nên chị rất yên tâm chăm sóc để đàn gà ngày một phát triển. Sau khi nuôi lớn, chúng tôi cũng sẽ xuất ra bán và dự án cũng hỗ trợ cho chúng tôi về đầu ra và mọi người có thể yên tâm sau khi mà bán con gà mình có thể lấy tiền đầu tư thêm nhận nuôi con gà để cho nó phát triển nhiều hơn. Dự án vươn mình mà chị Hờ Đen và chị Hờ Náp được nhận hỗ trợ là hoạt động do tổ chức nhân đạo chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp CARE International tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng và các đơn vị tài trợ đang triển khai tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Đây là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, song chưa được khai thác, phát triển xứng tầm. Đồng thời cũng là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực sản xuất, tiếp cận thị trường để phát triển kinh tế. Vì vậy, thông qua dự án này nhằm thúc đẩy phát triển sinh kế cho nông hộ, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, bằng cách kết nối người dân và nhà sản xuất với các nguồn lực cần thiết nhằm giúp họ cải thiện sinh kế một cách bền vững. Mục tiêu của dự án là hướng đến là nâng cao cái khả năng sản xuất nông nghiệp bền vững cho các cái nhóm có cái quy mô sản xuất nhỏ, đặc biệt là cái nhóm phụ nữ và dân tộc thiểu số. Thì trong quá trình triển khai dự án thì chúng tôi phối hợp với lại các bên để trong quá trình triển khai thì trực tiếp tại Buôn Hồ thì chúng tôi đã làm việc với lại phòng kinh tế, trạm chăn nuôi thú y cũng như là ủy ban nhân dân các xã E Rơn và xã Cư Bao. Trong cái công tác của trạm thì có cái phun thuốc tiêu độc khử trùng cũng như là tiêm phòng vaccine phòng bệnh thì trạm cũng hỗ trợ các hộ trong cái khuôn khổ dự án. Ngoài ra thì trạm phối hợp cùng với phòng kinh tế cũng như dự án là xuống từng hộ để hướng dẫn cách chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là có các bệnh thường gặp xảy ra thì để hướng dẫn cho các hộ là chăm sóc để đạt hiệu quả hơn trong chăn nuôi. Các hoạt động trong khuôn khổ dự án vươn mình được triển khai không chỉ giúp bồi dưỡng năng lực cho nông dân mà còn đề cao vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số. Dự kiến sau 2 năm, dự án sẽ góp phần cải thiện cuộc sống cho khoảng 15.000 người dân địa phương và lan tỏa nhiều giá trị cho cộng đồng.